Đông Nắng Phù Sa do Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với Công ty Truyền thông Đại Nam thực hiện. Hân hoan chào đón toàn thể quý vị đang đến với chương trình đêm nay. Xin được bắt đầu với người tham gia chương trình đầu tiên qua một đoạn phim ngắn giới thiệu sau đây. Tôi tên là Phạm Thanh Hiền. Hiện tại tôi đang công tác tại phòng kỹ thuật của một doanh nghiệp Nhật Bản tại khu công nghiệp Việt Nam Singapore. Công việc chính của tôi là kiểm tra bản vẽ từ bên công ty mẹ gửi về, đồng thời tách bản vẽ để gia công. Thì ngoài ra thì tôi cũng đang theo học chuyên ngành kinh tế. Thời gian rảnh thì tôi cũng đang đi học hát và tham gia sinh hoạt tại câu lạc bộ. Thời gian rảnh thì cũng nghêu ngao ca hát bởi vì rất là thích hát. Kìa, lửa đã lương cao trên cố tố này cao giúp. Hiền đang ở một cái phòng thu nơi mà Hiền thường xuyên đến để học cái cách ca cũng như là cái cách diễn xuất. Thì Hiền chuẩn bị thu cái vai Phạm Lãi trong cái tuồng Tây Thi Ghế Nước Việt. Thì vai Phạm Lãi này thì anh Thanh Tuấn thể hiện rất là thành công. Thì Hiền rất là thích cái giọng hát rất là cao vút cũng như là cái cách luyến lái rất là tuyệt vời của anh. Thì Hiền cũng đang cố gắng để thể hiện cái cách luyến lái cũng như là cái cách hát của anh. Mười mấy năm thương nhớ chờ tương hội một lần. Không biết được chưa anh Ngọc Minh? Chữ hội với chữ lần của Hiền nhẹ thêm một chút xíu nữa. Gần được rồi, cố lên. Dạ, để em hát lại nha. Mười mấy năm thương nhớ chờ tương hội một lần. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Tuấn thấy sao ạ? Nhà ca bao nhiêu lần nữa mới giống ạ? Rất mừng là các em lúc nào cũng mến mộ giọng ca của Thanh Tuấn và các em cố bắt chước, cố học theo. Nhưng mà thật sự thì các em nên học cái của các em. Còn cái của các nghệ sĩ đàn anh, đàn chú thì cứ tìm hiểu và chắt lọc những cái hay, những cái tinh hoa của các đàn anh, đàn chú để cộng với cái hay thực tế của mình, để mới cộng lại là đích thực của mình được. Xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thanh Tuấn. Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện của anh Phạm Thanh Hiền với bài dòng cổ là Mùa Hoa Đào, tác giả Việt Sơn. Vâng ạ, xin mời quý vị. Sáng xuân nay tôi ra thăm Hà Nội, như chiếc lá xa cành về cội người ơi. Hồ Gươm đây gương mặt vẫn rạng ngời, nhạc cánh đào rơi luôn bồi hồi trong già. Như chim phiêu bạc phương trời, nay về giữa xuân thủ đô, đất trời ngời lên sắc thắm, gió xuân mơ màng đầy đưa mấy cành đào rơi. Nắng xuân la đà rung trên bờ dài mái tóc, dáng em thon dài má hồng thắm nụ cười duyên. Em ơi, tôi không phải kẻ tình sĩ, cũng không phải là lãng tử, mượn đóa đào kia để tương tư hình bóng, mà chỉ băn khoăn với trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngộ với hoa đào. Kỳ sắc hồng tươi và hương vị ngọt ngào, không kiêu sa không mượt mà quyến rũ, sao tôi mơ màng ấp ủ dược đường dài nào nữa.
Long Hà Nội. Trời đất giàu xuân đào ơi đừng nỡ dội, để tôi được bồi hồi nhìn đại quá. Bởi giọng nói ngọt ngào e ấp cánh đào tơ, tôi mơ màng dệt mộng vào thơ, kẻ bắt người nam đâu ngờ hạnh ngộ. Hà Nội tôi yêu nâng niu từng con phố, gom góp vào lòng kỷ niệm mới vừa quen. Xin được chúc mừng anh Phạm Thanh Hiền vừa hoàn thành phần thử làm nghệ sĩ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe những lời nhận xét từ phía ban cố vấn. Xin mời. Xin chào bạn Hiền. Thanh Hiền muốn hỏi rằng bạn Hiền học ca theo nhịp đờn do thầy nào dạy, và bạn đã có đi thi một cuộc thi nào về ca cổ hay chưa? Dạ, thưa anh Thanh Hiệp, em đang học thầy Thanh Hiền ở quận 8. Dạ. Cũng chưa, tại mới học đây thôi. Ra cũng chưa dám đi thi. Dạ. Mới học mà ca rất là hùng hồ và rất là trắc nhịp. Tôi nghĩ rằng cái giọng hát của bạn, giọng ca của bạn rất là trầm ấm. Cũng không cần nhất thiết mà bạn phải học những cái âm hưởng của anh Nam Thanh Tuấn của chúng ta, mà vẫn có được một cái giọng ca rất riêng của mình. Tôi rất là vui khi bạn là một trí thức trẻ mà đã có một cái tâm hồn đam mê sân khấu cải lương, trong đó là bài giọng cổ. Và sự nỗ lực của bạn sẽ giúp cho bạn ngày càng tiến triển hơn nữa. Hồi nãy tôi có nói vui với anh nhạc sĩ Kiều Tấn là giọng ca của bạn có thể đi thi chuông và giọng cổ được. Thì tôi hy vọng rằng không chỉ gặp bạn ở đây, ở sân chơi này, mà còn nhiều sân chơi khác nữa, để chúng ta đem lời ca tiếng hát, đem cái niềm đam mê sân khấu cải lương, nhất là bài giọng cổ, đến với số đông những khán giả trẻ hiện nay. Xin cảm ơn bạn. Dạ, cảm ơn. Xin cảm ơn nhà báo Thanh Hiệp. Tôi không biết là ban cố vấn có bổ sung thêm gì không ạ? Xin mời nghệ sĩ ưu tú Thanh Tuấn ạ. Nói thật là giọng ca của em đó, nó cũng có những cái đặc thù riêng, cái ưu việt của em. Giọng em rỗng, tức gọi là rộn ràng. Giọng ca nó rất là hợp cho một sân khấu. Em ca thì nhịp không biết học bao lâu rồi, nhưng như vậy là cũng khá rồi, giỏi đấy. Và em nghiên cứu thêm nữa về cách luyến lấy nhảy chữ hơn nữa, chắc em sẽ là thành công hơn. Chúc em may mắn. Dạ, xin cảm ơn ban cố vấn. Toàn là những lời khen thôi đúng không anh Thanh Hiền? Và chắc ngày hôm nay thì anh rất là vui, và tối hôm nay anh ngủ rất ngon đây, đúng không ạ?